Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, hôm nay tiếp tục với lại cần câu thế này đây. Đầu tiên là cái cần này. Cần này thì gọi qua như là cần câu tôm nha mọi người. Cần câu tôm, đây. Hai khúc thế này. Hai khúc rất là nhẹ luôn. Đấy. Ok. Đọc này. Khoan bát đều còn ok nha mọi người. Khoan bát đều còn ok. Đấy, để mình coi thử dài bao nhiêu. Cái này dài 1m2 nha mọi người. 1m2. Cái này dài 1m2. Này. Dài 1m2. Đấy. Dài 1m2. Thu vào thì chắc độ sáu mươi hai sáu ba phân nhau được 63 phân. Đọt này khoảng cỡ 1 ly 2 nhé, khoảng 1 ly 2 á. Thôi mình cứ ghi 1,2 ly đi. Đấy. Đọt nhỏ cho mọi người này, đọt mảnh này. Đấy. Ok. Cân nặng thì cái này mình cầm và mình thấy cân nặng chắc khoảng 60 gram. Khoảng 60 gram nha mọi người. 60 gram. Đấy. Đây là cái số 1. Số 1. Cái này mình bán 200. Số 1 200, có cái hộp luôn nha mọi người. Có cái hộp luôn. Đấy. Bát Fuji FX5 nhé, bát Fuji FX5. Đấy. Số 2. Số 2 là cái cần này. Đây. Cần súp 3m nhé. Súp 3m. Đây. Khoan của nó còn ok này. Này. Khoan. Đó, đá còn ok luôn nhé. Này, đọt. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nhé, 3 lóng. Bát Fuji FX6. Cần này dài 3m, thu vào là 1m11, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 220 gram. Đây này, cây số 2. Số 2 190.000. Số 2 190.000. Số 3. Số 3 là một cây cần NFT 3 lóng nhé. 3 lóng 2m7. Đây này, ISO khoan lớn này. ISO khoan lớn này. Cái khoan này bị hư rồi. Khoan này bị hư. Mình coi như là hư hết khoan đi nha mọi người. Coi như hư hết khoan đi. Mọi người về tự xử. Đây, cái đọt tháp nấu này. Đọt tháp nấu nha mọi người. Đấy. Rất là cứng cáp nha. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. 3 lóng. Khoan mình coi như hư hết nha. Lấy phôi cần với lại bát vặn kim loại này. Ok. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m03, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 320 gram. Đây này, cây số 3. Số 3 140.000. Số 3 140.000. Số 4 là một cây cần Shimano ISO nha mọi người. ISO bát FK FX7 Shimano ISO nhé. Đây, khoan này mình coi như khoan hư hết nha. Coi như khoan hư hết. Đầu bu thì còn này. Đấy, mọi người lấy đầu bu.
phôi và bát cần nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. Đấy. Khoan thì còn đầy đủ nhưng mà lại chơi theo kiểu là không cần khoan luôn. Dài 5m2 này, thu vào 1m, đọt 1,7 ly, cân nặng là 380g, 380g nha mọi người. Cây này cây số 3, số 4. Số 4. 170.000. Số 4 170.000. Số 5. Số 5 là một cây cần 2 khúc. Cây cần 2 khúc đây. Khoan. Khoan bát đều còn ok nha mọi người. Bát vặn kim loại này. Đấy. Cây này thì dài 2m1. Cây này dài 2m1 nha mọi người. Đấy. Ok. Đây, cho mọi người xem. Thông số của nó dài 2m1, thu vào là 1m09, đọt là 2,7 ly. 2,7 ly, cân nặng là 160g. 160g nha mọi người. Cây này cây số 5. Số 5. Cây này 180.000. Số 5 180.000. Số 6 là một cây cần lục nha mọi người. Cần lục 36. Made in Korea. Korea. Chiếc Nhật nhé. Đây. Brocade. Brocade 3m6, cứng 30. Vỏ bì của nó ghi cứng 30 luôn này. Đấy. Ok. Bát Fuji FX7. Cần này mới nguyên luôn mọi người. Chưa dùng luôn này. Mọi người nhìn này. Chưa dùng luôn, còn nguyên trong bao luôn. Sao mà chưa dùng luôn ghê vậy. Hàng này giống như kiểu showroom đưa ra luôn á. Này. Bát Fuji, khoan Fuji ok luôn nè. Khoan Fuji đẹp luôn nè. Đấy. Lục hay bạc bãi gì cũng được nha mọi người. Đấy, đọc nè. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha. 4 lóng. Đấy. Cây này dài 3m6, thu vào 1m01, đọt 2,7 ly, cân nặng là 320g. Cây này cây số số 6. Số 6 nha mọi người. Số 6. 250.000. Số 6 250.000. Số 7. Số 7 là một cây cần 2 khúc. Ồ. Cần là 2 khúc. 2 khúc nó bị gãy cái phần đọt rồi nha mọi người. Cây cần này 1m8 này, cần là 1m8 nó gãy cái phần đọt rồi. Phần đọt nó bị gãy một đoạn nha mọi người. Đây, nó gãy nó còn nằm trong này đây. Nó gãy khoảng cỡ 15 hay 10 15 đến 20 phân gì đấy, 15 đến 20 phân gì đấy nha mọi người. Đây. 1m8 mà gãy 15 đến 20 phân thì coi như còn khoảng cỡ 1m6 đi. 1m6 nhé. Mà đọc vẫn còn ok nha mọi người. Đây. Ok. Mọi người về tháo cái khoang này ra, hạ xuống dưới này. Còn bỏ cái đầu bu ở trong bao này lên đây là được nhé. Ok. Bát vặn kim loại này, khoang đồ đầy đủ nha mọi người. Nó dài 1m8 nhưng mà giờ nó chỉ còn khoảng 1m6 thôi nha mọi người. Thu vào là 93cm, đọt 2,4 ly. 2,4 ly là ở trên kia, còn lên trên này chắc khoảng cỡ gần 3 ly nhé. Cân nặng là 140g. Cây này cây số 7.
Số 7. Cây này 101. Số 7 101 nha mọi người. Số 8 là một cây cần hai khúc Olympic. Cần hai khúc Olympic nha mọi người. Bát vặn kim loại này, bát vặn kim loại này. Khoan còn ok nha, dàn khoan còn ok hết nha. Đây. Khoan còn ok cả. Đầu bu còn ok luôn. Đấy, cây này nguyên vẹn. Đầu bu Fuji này. Đấy. Ok. Bát vặn kim loại này, cần này dài 1m8, thu vào là 93cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng 180g. Cây này cây số 8 180.000, số 8 180.000. số 9 là một cây cần 3 khúc nha mọi người. Số 9 là một cây cần 3 khúc. Đây. Bát vặn kim loại, mới càng chỗ này hơi bị xước sần xíu nha. Đấy. Bát khoan còn ok, bát khoan đầu bu còn ok nha mọi người, cần 3 khúc nhé. 3 khúc đọt này. Đọt khá là cứng nha mọi người. Đấy. Cây cần này dài 3 khúc, dài 2m7, thu vào là 95cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 280g, 280g nhé. Đây là cây số 9, cây này 201 nha mọi người, số 9, 201. Số 10 là một cây cần ISO Olympic Bass Fuji FS6 nha. Bass Fuji FS6. Đấy, cần ISO Olympic này. Đấy, dàn khoan còn ok đẹp luôn. Đấy, khoan Fuji nhé. Dàn khoan Fuji. Đấy, đọt đây. Một lóng, đọc tháp nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Bốn lóng. Cần này dài 2m7, thu vào là 73cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 140g. Cái này cái số 10. Số 10. 170.000. Số 10 170.000 nha mọi người. Số 11 là một cây cần Daiwa. Đấy, đúng rồi, nó là dài 5m4 này, nhưng mà cây này bị gãy đọt rồi, gãy khoảng có 20 phân đọt nhé. Đấy, ISO nhé, ISO Daiwa gãy có 20 phân đọt, nó rớt mấy cái khoan, người ta thay mấy cái khoan này nha mọi người. 1 2 3 4, bốn cái khoan trung gian này nhé, khoan trượt. Đây, đầu bu. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm, sáu, bảy, bảy lóng nha mọi người. Bảy lóng. Bát FK FX7. Đấy. Cần hiện tại dài 5m2, thu vào là 95cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 500g. Cây này cây số 11. Số 11 nha mọi người. Số 11.
180.000. Số 11 180.000. Số 12. 12 là cây này bá này. 12 là một cây cần đây. 2 mét bạo lực nha mọi người. Đây, 2 mét. Đây này khá là bạo lực đây. Đấy, 2 mét. Khoan bát đầu bu còn ok. Khoan bát đầu bu còn ok. Đột. Đột cái này. Cuốn cái gì ta? Đọt chỗ này mình không biết là nó có bị nứt gì không nha mọi người. Thấy người ta quấn quấn nhựa nhỏ keo này, chắc mình nghi là chắc cũng có nứt hay gì sơ đây. Cái này là tróc sơ, này tróc sơ. Không có nứt gì đây, nhưng mà khoan vào nó đây. Đây, mình cũng uống thử cho mọi người đây nhá. Đấy, nó cứng đừ vậy đó. Đấy. Đấy. Nếu mà chỗ này có nứt á thì mọi người về cắt cái đoạn này đi, hạ độc xuống đây nhé, hạ độc xuống đây giùm mình nhé. Đấy, hiện tại thì nó vẫn đang còn nguyên vẹn như thế này, phần này đây. Đấy, đấy mình nhắc kỹ lại nhé, chỗ này thì mình thấy quấn rồi thì mình nghi là chắc quấn như thế này thì có khi là nứt rồi, nhưng mà người ta cũng gia cố rồi đây nha mọi người. Gia cố mình uống mình cũng thấy cứng lắm. Đấy, cứng lắm, cứng đừ luôn à. Đấy, đấy đây mọi người về, nếu ai không ưng thì có thể cắt xuống dưới này nhé. Cây này dài 2 mét, thu về là 1m07, độc là 5,2 ly, cân nặng là 300g. Cây này cây số 12. 12 nha mọi người. 12. 190.000. 12, 190.000. mười ba là một cây cần tay này dạng mini nha mọi người. 13 là cần tay dạng mini. Cây này thì độc nó bị thu như thay cái độc khác rồi, nó ngắn hơn khoảng 20 phân nha mọi người, ngắn hơn khoảng 20 phân này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 lóng. Mình thấy thì nguyên đây, nhưng mà cây này dài có 5m2 thôi. 5m2 nha mọi người. Đây, cây này hiện tại dài 5m2, thu vào là 40cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng 220g. Cây này cây số 11, 12, bây giờ cây số 13. Ừ, 13. Cây này 160.000. 13 160.000. Đây 14, cây này made in Korea xuất Nhật này. 14, một cây cần tay cũng dạng mini nhé. Đấy, dài 3m9 nhưng mà nó bị gãy một đoạn rồi, còn lại có 3m75 mà. Đó, đầu bu nó bị thiếu một đoạn nhé, còn 3m75 thôi. Nó đọc với quay. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mười lóng nha mọi người. Mười lóng. Không biết nó có bị gãy hay không, hay là do mình rút có lâu ngày nó có độ co giãn mà mình đo chỉ có là 3m75 thôi. Đấy. 3m75. Thu vào 47cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 160g.
Cây này cây số 12, 13. Cây số 14 nha mọi người. 14. 14. Đây. Cây này 120.000. 14 120.000. Mười lăm là cái cần này đấy, 36. Ủa, phải 36 không? À, 60, 36. Sau giờ đo còn có 3 mét thế này. Ồ, 36 mà nó bị gãy đoạn rồi mọi người. Nó gãy đoạn rồi. Nó còn có 3 mét chưa? 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. 4 lóng nha mọi người. Cái này chắc luôn phải là 5 lóng. Đấy. Đấy. Đúng ra của nó chắc cũng phải là 5 lóng á. 5 lóng, bây giờ nó có 4 lóng. Hiện tại nó chỉ còn là 3 mét, thu vào là 1 mét này. Đọc thì trên phần ống nó gãy rồi thôi, mình không đo nữa, thì mọi người tự thay nhé. Cân nặng của nó 160 gram. Cái này cây số 15. Số 15 nhé. Số 15 50.000. Số 15 50.000 nha mọi người. 16. 16 tiếp tục cây cần tay này. Đấy. 1 đọc nó. Ok. 1 lóng. 2 lóng. 3 lóng. 4 lóng, 5 lóng nha mọi người. Cần tay 5 lóng. Thấy người ta gọt khúc gỗ người ta chơi mở đạo không? 5 lóng. Cần này dài 4 mét rưỡi, thu vào là 1m03, đọt 0,9 ly, cân nặng 180 gram. Nó bị mất cái nắp vặn chân cần nhé. Mọi người về chế cái nắp xu vào nhé. Đây này cây số 16. 16. Cây này 90.000. 16 90.000. Đây. 17. 17 tiếp tục cây cần tay nhé. Cần tay. Đọc đây. Đọc đây nha mọi người. Đây. Cái lóng thứ hai hình như nó có bị nứt một tí này, người ta có quấn quấn nhỏ keo gì rồi đây này. Đấy, nó không làm ảnh hưởng gì mọi người. Quấn nhựa rồi là nó ok à. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. 4 lóng, 5 lóng nha. 5. 5 lóng tất cả. Cái cần này dài 4,2 m, thu vào là 95 cm. Đọt là 0,7 ly, cân nặng là 160 gram. Cây này cây số 17. 17 nha mọi người. 17. Cây này 70.000. 17, 70.000. Mười tám là một cây cần này. Naniwa, cần tay Naniwa. Đây, đọt của nó. Ok, đọt mảnh nha mọi người. Đọt tháp mảnh, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. 5 lóng tất cả nha. Cần này dài 4,3 m, thu vào 1 m, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 180 gram. Cây này cây số 18. 18 đúng rồi. Cây số 18. 18. 80. 18 80. Số 19. Đây, số 19 là cây cần này.
thằng tay lóng dài thân nhỏ. Đây đọt của nó, đọt của nó. Ô cái đọt tháp chỗ này nó bị sổ rồi nè, sổ chỗ này rồi, bị gãy sổ rồi, gãy đọt rồi. Nhưng mà về thay cái đọt khác đi, về thay cái đọt khác đi nhé. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha, bốn lóng. Cái cần này đúng của nó ra là dài 3,6 m, đúng của nó là dài 3,6 m nha, đúng của nó là dài 3,6 m, giờ còn 3,3 m đâu. Thì mọi người thay cái đọt đi, thu vào là 1,01 m, đọt là 0,7 ly, cân nặng 120 gram. Cây này cây số 19, 19 40.000, 19 40.000 nha mọi người. Hai mươi là một cây cần tay kinh tên này, đọc ok. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm lóng nha mọi người. Cần tay, cần tay kinh tên năm lóng, dài 4 m, 4 m 45, 4 m rưỡi, 4 m 45, 4 m rưỡi đấy, chắc nó bị sai số thôi. Mình đọc là mình thấy nó ok mà. Thu vào 1,02 m, đọc là 0,7 ly, cân nặng 160 gram. Đây này cây số 10, số 20 nha mọi người, số 20, số 20, 20. Cây này 80.000, 20 80.000. Quay nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nha mọi người, mắc cái nắp vặn chân cần. Số 21, 21 cũng là một cây cần tay. Đấy, cần này dài 4,5 m, đọt của nó nè, ok, đọt mảnh nhé. Một lóng, ô cái lóng thứ hai nó bị nứt rồi mọi người ơi, về thay cái lóng thứ hai thôi, nứt bể rồi, bể cái lóng thứ hai rồi nhá. Đọt thì còn, cái lóng thứ hai hư rồi nhá. Hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, lóng thứ hai hư và lóng thứ ba cũng bị nứt chỗ này, thôi về thay hai lóng hoặc là mọi người lấy cái này làm phụ kiện cũng được, tùy mọi người nhá. Đấy, mình vẫn đọc số. Dài hiện tại đang dài 4,5 m, thu vào 1,02 m, đọt 0,8 ly, cân nặng 180 gram. Cây này cây số 21, 21 20.000, 21 20.000 nhé. Số 22, 22 là cây cần này này, cái chỗ này nó bị nứt, người ta có dán keo cột nhờ vậy rồi về mọi người tự gia cố nha. Đọt của nó này ok, đọt lớn nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, đấy, bốn lóng. Lóng gốc nó bị nứt rồi, gì chỗ này người ta đã cột gia cố rồi, còn về mọi người thích thì thay, không thích thì gia cố thêm vào nhé. Cột nhờ đẹp hơn nha mọi người. Cây này dài hiện tại 3,5 m, thu vào 1,08 m, đọt 2 ly, cân nặng là 180 gram. Cây này cây số 22, 22, 40.000, 22, 40.000. Hai mươi ba là một cây cần tay Ebisu nha mọi người. Đây đọt. Đấy, cây này cũng bị gãy khoảng 20 phân đọt gì đó. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười hai lóng nha mọi người. 12 lóng tất cả.
Cần này hiện tại dài 5m2, thu vào là 54cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 260g. Đây này, cây số 23. 23, 80.000. Số 24. Đấy, 24. À, cây cần 24 này thì bị mắc cái nắp vặn chân cần rồi, mắc cái nắp vặn chân cần nhé. Đây, đọt của nó một lóng này, lóng cũng hơi mẻ mẻ này, hai lóng, ba lóng, bốn, năm, sáu, bảy lóng nha mọi người, bảy lóng. Đây, cần này dài 5m1, thu vào là 85cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 280g. Cây này cây số 24. 24. Cây này 60.000. Mắc nắp vặn chân cần. Cây này 60.000, thôi lỡ rồi. Đó là bán 80.000, lỡ đọc lỡ rồi. 60.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì vui lòng liên hệ là điện thoại, số điện thoại 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người trước khi nhận hàng phải mở hàng ra kiểm tra cẩn thận giúp mình là có bị sai sót gì so với trang video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển. Đấy, có gì thì liên hệ bên mình để hai bên cùng hỗ trợ giải quyết nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những cái vấn đề như là mọi người nhận hàng mà không chịu xem hàng rồi cứ sau này cứ báo mình là nó bị này bị kia, là mình sẽ không chấp nhận nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.